Mazda CX-30 2023, sức mạnh vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu hơn, giá từ 22.950 USD. Mới đây, hãng xe Mazda CX-30 2023, sức mạnh vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu hơn, giá từ 22.950 USD tung ra mắt mẫu CX-30 đời 2023 với nhiều những nâng cấp quan trọng. Mẫu xe đô thị được bổ sung sức mạnh nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn, ngoài ra toàn bộ phiên bản cũng được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn mới tại Mỹ. Cung cấp sức mạnh cho bản 2023 là khối động cơ Skyactiv-G 2.5 lít hút khí tự nhiên. Có thêm 5 mã lực, mức công suất hiện tại đạt 191 mã lực. Ngoài ra, hệ thống ngắt xi lanh tạm thời được nâng cấp, giúp mức tiêu hao nhiên liệu trung bình giảm đáng kể. Đối với các cung đường trong phố, Mazda CX-30 2023 sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu đạt 9 lít trên 100 km, 7,13 lít trên 100 km trên cao tốc và 8,1 lít trên 100 km trên đường hỗn hợp. Mặc dù vậy, chỉ có các biến thể dùng động cơ hút khí tự nhiên mới được cải thiện sức mạnh và hiệu quả nhiên liệu, trong khi các bản dùng động cơ tăng áp vẫn giữ nguyên mức hiệu suất. Trong khi đó, bản động cơ Skyactiv-G 2.5 turbo 4 xi lanh có công suất 250 mã lực và mô men xoắn 434 Nm khi dùng nhiên liệu chỉ số octan 93, trong khi với nhiên liệu octan 87, mức công suất của xe đạt 227 mã lực và mô men xoắn 420 Nm. Trong hạng mục Top Safety Pick của IIHS 2022, cũng có sự góp mặt của Mazda CX-30 2023. Toàn bộ phiên bản đều được cải thiện hệ thống an toàn nhằm đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất của IIHS. Xe có các nâng cấp bao gồm bổ sung túi khí bên phía sau, bộ căng dây an toàn phía sau, cột B và C được cải tiến, miếng đệm ống chân cho cửa trước và sau. Mức giá của Mazda CX-30 2023 tại Mỹ là 22.950 USD đối phiên bản 2.5S, bản 2.5 Turbo Premium Plus cao cấp nhất có giá 35.400 USD. Trong khi đó tại Việt Nam, Mazda CX-30 được trang bị động cơ Skyactiv-G 2.0 lít và phân phối với hai phiên bản, giá bán 849-909 triệu đồng.